trụ được. Ui bình tĩnh thế. Rất bình tĩnh. Ui xuồn. Tuyển được 2005. Lo thiên diệu không có bài nhiều. Vitisan Thailand. Nhẹ nhàng được. Chặt lắm nhỉ. Đập tiên nào. Còn nó chết nó. Chết rồi. Chết rồi. Nó đánh cho không có cầu mà đánh. Ui xôi. Điểm 6-10. Ui. Bay người ra. Ui vẫn móc lại kìa. Sợ nhờ. Ui ơi tay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quyết 3 một ly. Rất bền. Đập đi. Không đập được, hết sợ. Smart. Đập được. Đây rồi. Các bạn đến với trận chung kết đơn nam ở Cologne Body SEA Games 31, trận đấu giữa Lo Kin Yew của Singapore và Vitit San của Thái Lan. Herbert Lo Kin Yew sinh năm 1997, hiện tại đang xếp hạng 10 thế giới, là đương kim vô địch của giải cầu lông vô địch thế giới. Vitit San sinh năm 2001, Thái Lan, cũng đã từng vô địch cầu lông thế giới ở lứa tuổi trẻ. Đây sẽ là một trận đấu rất hay. Vitit San hiện đang xếp hạng thứ 18 thế giới. Vẫn lên 2-1. Và 1997. Đấy, lưới rất lắc. Vì thế San đánh luôn rất bình tĩnh. Lại bị bắn lưới rồi, tí nữa. Ui, bình tĩnh thế. Quá hay. Vitit San đánh cảm giác còn chắc hơn. Nhưng mà Lo Kin Yew thì lại đột biến hơn. Ui, hay thế nhờ. Của Thái Lan.
cứu trụ đó. Rồi không qua lưới. Quá hay. Hay xong lại đút lại. Thì thế lại đút đi. Lại đút đi. Đi đây đây. Em vẫn cứu được rồi. Khéo thật. Tốt. Đang đỏ anh. Đang đỏ cầu. Đang đỏ nó cầu. Ao. Ui ôi nhanh. Rất bình tĩnh. Ui xồi. Tuyển động 2005. Lâu thiên diệu không có bài nhiều. Vitisan Thailand. Nhẹ nhàng có khi vận động viên này tương lai sẽ xếp bảng hàng đầu của bảng xếp hạng, có thể lên top 1 thế giới đấy các bạn. 4 tuổi. Hôm nay lo kinh dư cảm giác đập hơi xịt hơn. Wow. Chặt lắm nhỉ. Đập tiếp nào. Hai. Vẫn qua. Ôi.
nhá. Nó đánh cho không có cầu mà đánh. Ừ, rồi. Móc lại kìa, sợ nhờ. Ui giời, tay. Ngoài sân. Trận đấu thứ hai điểm số 11-6. Thank you.
16. Hy vọng nữa. 20-13 thì... tự chết. Giờ nó đánh bền cho xem. Vì tít sàn. Cá nhẹ nhàng cho Vitisan.
Rất.